Hello, cho tôi đầu mối số 1 Hải Dương xin kính chào toàn thể anh chị, quý vị và các bạn nhà mình nhé. Đấy thì 8:30 quen thuộc, em Tùng xin phép lên sóng báo giá trò chuyện cũng như tương tác với những đầu xe hiện đang có tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Rất nhanh luôn đấy, khách hàng đầu tiên bác Trần Đức Anh, cảm ơn bác rất là nhiều nhá. Đấy, rất là nhiều mẫu xe mới về này, các bác có thể nhìn thấy luôn. Đấy, rất nhiều mẫu xe mới về chật bãi luôn này. Đấy, về chật bãi. Nhà mình, các bác đang xem buổi livestream ngày hôm nay, đang quan tâm đến đầu xe nào, dòng xe nào thì cứ bình luận nhá, bình luận comment trực tiếp đi để em Tùng báo giá ngay trên bước sóng livestream ngày hôm nay. Đấy, với khung giờ vàng là 8:30 này, giảm giá sâu 10 triệu một đầu sản phẩm bên em đang bán nhá. Đấy, giảm giá sâu nhưng vẫn cam kết về chất lượng. Đấy, cho gia đình mình, tất cả những đầu xe tại đây không đâm đụng, không va chạm, không thủy tích ngập nước, cũng như là không vướng mắc một chút nào về vấn đề pháp lý nhá. Con Kia biển 14 giá sao bác ơi? Ok bác ạ. Chào cháu Vâng, chào bác Hoàng Đức Hợp này, chào bác Trần Đức Anh, chào nước Diễm Đông, chào Trần Đức Hoàng, chào đại anh mình. Đấy, nhất là nhà nhanh luôn là đã quan tâm con 14 đây rồi. Đây, hôm nay thì bên em mới về một chiếc này nhá. Bác Trần Đức Anh cùng đại gia đình mình tham khảo giúp em đi ạ. Kia Seato 2016, sedan hai đầu phân khúc hạng D nhá, biển tư nhân chính chủ 14 Quảng Ninh đây. Mới về ngày hôm nay luôn, siêu phẩm mới cập bến. Con này bên em đang bán với cửa tiền là 485 triệu đồng. Đấy, 485 triệu đồng nhá. 1.6 số động. Đấy, động cơ DOC 16V. Là dáng đúc phay 4 bánh, có phanh địa chống bó cứng ABS này. Đấy, cảm biến chống va chạm quanh xe luôn nhá, 4 mắt đầu và 4 mắt đuôi. Đấy, option cửa sổ trời panorama này. Máy số keo chỉ sơn si thì nguyên zin. Đấy, sấy gương, sấy kính, sấy ghế đủ cả nhá. Đấy, chỉnh gương, chỉnh kính, chỉnh ghế này. Đấy, hai vị trí nhớ ghế nhá. 485 triệu đồng cho mẫu Kia Seato 2016 ạ. Vâng, chào bác Trần Thu Hằng này, chào bác Thanh Ngoan, chào bác Phạm Hạnh, chào tất cả những bác vừa vào xem buổi livestream ngày hôm nay nhá. Nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay, hoan hỉ vui vẻ cho ông Tùng xin 5-7 lượt chia sẻ dành người. Đấy, lên trang tường, lên các hội nhóm fanpage này đấy, để lan tỏa bước sóng này hơn, để tiếp cận hơn được với những anh chị quý vị nào đang cần tìm những dòng xe từ 4 chỗ đến 7 chỗ đã có sử dụng nhá. Cảm ơn gia đình mình rất nhiều này. Chào bác Tuấn Anh ạ. Đấy nhá, Kia Seato 2016 1.6 số động nhá, 485 triệu đồng. Đấy, còn bớt còn thương lượng, còn gia lộc sâu đối với gia đình mình ạ. Đấy, còn khá đầu sản phẩm đây, còn khá đầu sản phẩm nhá. Đấy, anh quanh 80 đầu, lúc nào cũng thường trực là 80 đầu để phục vụ gia đình của mình. Đấy, các bác mà đang có nhu cầu nào thì cứ bình luận, cứ comment nhá. Đấy, em xin giới thiệu những mẫu mà hôm nay mới về trước nhá, để mình cùng tham khảo sâu giùm em ạ. Có hoa veo nhá bác Thu Hằng nhá. Đây, hôm nay mới về một đầu sản phẩm vô cùng chất lượng thì mình cùng tham khảo cùng em nhá. Đấy, các bác nào đang quan tâm một dòng xe hatchback một đầu số động nhá, máy số keo chỉ sơn gì thì đại chất luôn, tham khảo cho em chiếc này đi. Kia Morning số động 208 nhập hàn nguyên chiếc, à 209 thôi nhỉ. Kia Morning 209 nhập hàn nguyên chiếc nhá, đăng ký bán bánh tại Việt Nam 2012 này, tư nhân chính chủ 15 Hải Phòng đây, thành phố Hoa Phượng Đỏ. Đấy, bản SX, bản đồ phun kịch màu xám xi rất đẹp luôn. Đấy, con này thì mang động cơ 1.0 máy eco vô cùng tiết kiệm nhiên liệu này. Là dáng đúc hoa mai 4 cánh, có phanh điện chống bó cứng ABS. Xin nhan trên gương, đấy, gương kính cụp xe điện. Nội thất ghế da điều hòa long lạnh 2 chiều auto nhá. Điều hòa auto cần số rắc. Em Tùng đang bán với cửa tiền 228 triệu đồng. Cho mình cùng tham khảo ạ. Chốt lên lồng vào lam cho em. Ok bác Trần Đức Anh ơi nhá. Đấy, chốt thì nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em tư vấn thêm cho nhá, để làm những thủ tục mua bán cho bác. Đấy. Avel à? Avel thì bên em đang có 2 chiếc. Đấy, nhà mình tham khảo giùm em ạ. Đây, Chevette Avel đây, nhà mình ơi, tham khảo giùm em đi nhá. Bên em đang có 2 chiếc Avel, một chiếc 216, chiếc máy quay và một chiếc 27 đấy nhá. Quan tâm cho em chiếc 216 trước đi ạ. Chevette Avel 216 giá bằng con Morning như này, 215 triệu đồng thôi. Đời 216, 1.5 số sàn 5 chỗ ngồi, màu bạc rất đẹp đây. La dáng đúc 4 bánh, có phanh điện chống bó cứng ABS. Cặp đèn pha thì trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều. Đăng ký đăng kiểm thì còn dài miên man nhá. Tháng 12 năm 2023 này. Đọc số tài khoản em cọc. Ok bác Trần Đức Anh ơi, số tài khoản em là MB Bank này, 7070-11998 nhá, 5678. Đấy, để sau buổi livestream đi. Rồi, em xin phép trong cái giờ livestream này thì báo giá trước nhá. Đấy, bác cọc rồi là em đã chấp nhận luôn cái lời cọc từ bây giờ nhá. Đấy, các bác nào cứ cọc giờ này đi. Khung giờ vàng nhé, giảm giá 10 triệu đầu xe, 215 triệu đồng. Chevette Avel 2016 gia đình mình nhá, máy số keo chỉ sơn si bao zin này.
Đấy, còn rất nhiều sản phẩm ấy nhá. Vâng, chào bác Phạm Chính. Vừa xem một livestream này. Đấy, chúc bác Phạm Chính này, bác Ma Thứ này, bác Thanh Ngoan, bác Cao Biển Ô Tô, tất cả những khách hàng vừa và xem buổi livestream ngày hôm nay có một buổi tối vui vẻ nhá. Qua bước sóng này thì hãy chọn cho mình những mẫu xe ưng ý nhất. Đấy, chọn cho mình những mẫu xe ưng ý nhất đi. Em tư vấn cho ạ. Cảm ơn gia đình rất là nhiều. Nhá, thì đầu đây xin giới thiệu gia đình mình này. Toyota Vios 2017 bản G-Sit 1.5 số tự động, đăng ký 5 chỗ ngồi. Xe gia đình nhá. Chào Thanh Tùng nhé, chốt chốt. Vâng, chào bác Khúc Văn Công nhá. Chúc bác Khúc Văn Công ngày hôm nay một buổi tối vui vẻ. Đấy, chốt mẫu nào thì để lại bình luận đi, em tư vấn cho bác Khúc Văn Công ơi. Ilo Vios 2017 bản G 1.5 số tự động. Xe hình tư nhân chính chủ, một chủ tàu. Máy số keo chỉ sơn si, bao zin nhá, ba cái hãng trên toàn quốc cho anh chị quý vị mình. Tư nhân chính chủ, 37 Nghệ An, quê hướng Bắc đây. La răng đúc 4 bánh này, xi nhan trên gương. Cặp đèn pha được lên công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp. Đèn gầm phá xương tiêu chuẩn. Đấy. Máy trắng nhá, con này thì lên máy trắng rồi. Nội thất ghế da, điều hòa long lạnh 2 chiều auto. Cam lùi, cam hành chính. Màn hình cova này, cần số giác nhá. Đấy, xe zin 2017 bản G xịn số động. Mà em Tùng đang bán với cửa tiền là 450 triệu đồng. Đấy, bao rút hồ sơ và hỗ trợ trả góp cho anh chị quý vị gia đình nhà mình nhá. Đấy, Toyota Vios lồi đồng cuối đá quốc dân 2017 bản G 450 triệu đồng. Vâng, trong Hoan Thanh này, chào bác Văn Cai này. Cái góc nào đang có nhu cầu nhá, nhắn tin cho em hai số Zalo. Em xin để lại hai số Zalo trên hình thì mình cùng dễ quan sát nhé. 0343 này, 540999 và 0347701777. Đấy, hai số hotline rất đẹp này. Đấy, bắt máy 24/7 nhá, không kể ngày thứ bảy chủ nhật, để phục vụ anh chị quý vị gia đình nhà mình ạ. Cạnh mẫu Vios 2017 rồi, số tự động này, giới thiệu cho gia đình nhá. Toyota Vios 2016 số sàn 360 triệu đồng, 1.5 bản e xịn nhá. Đấy, lên full đồ chơi cho anh chị quý vị gia đình rồi. Động cơ 1.5 số sàn bản e. Đấy, tư nhân chính chủ, không dịch vụ taxi. Full đồ chơi này, la răng đúc, phanh đĩa chống bó cứng ABS 4 bánh nhá. Đấy, cặp đèn pha để trang bị công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp. Xin nhan trên gương, đăng ký đăng kiểm dài đến tháng 4 năm 2024 cơ ạ. Đây, nội thất bên trong này, mình tham khảo giùm em này. Màn hình cova, đề lỗ start top này, vô lăng túi khí này, đấy. 360 triệu đồng thôi nhá, 360 triệu đồng. Đấy, đời 2016, máy số keo chỉ sơn si bao zin. Đấy, màu vàng cát rất đẹp luôn. Vâng, chào bác Xuân Hòa này, chào Ngoan Thanh, chào Phạm Nga, chào tất cả những anh chị quý vị vừa xem buổi livestream này nhá. Đấy, em xin báo giá lần lượt cái đầu sản phẩm này. Bác nào mà quan tâm sâu đến mẫu nào dòng nào nhá, cứ bình luận, cứ comment đi, em tư vấn thêm một cách sâu nhất để mình có thể cảm nhận được chiếc xe sâu sắc nhất của buổi livestream ngày hôm nay nhá. Cạnh hai mẫu 5 chỗ quốc dân vừa rồi này, tiếp tục báo giá anh chị quý vị nhá, 7 chỗ số động 190 triệu đồng thôi nhá. 7 chỗ số tự động mở còn 190 thôi. Xe để có mang tên là Chevrolet Vivan 2009, tư nhân chính chủ, 34 Hải Dương. Đấy, quê hương bánh đậu xanh đây. La răng đúc 4 bánh, xin nhan trên gương. Cặp đèn pha trang bị công nghệ Haren chiếu sáng đa chiều này. Cam lùi, cam hành trình đầy đủ, đăng ký đăng kiểm dài đến tháng 12 năm 2023 cơ. 7 chỗ xe đình số tự động, chưa đến 200, 190 triệu đồng, còn bớt còn thương lượng. Khung giờ vàng ngày hôm nay nhé, khung giờ vàng 8 giờ 3 phút mỗi tối này, giảm luôn 10 triệu đồng nhé, không phải nói nhiều, giảm ngay 10 triệu đồng nếu mà quan tâm. Đấy, chốt được là giảm 10 triệu đồng này mình thôi. Vừa rồi là khá là nhiều mẫu 5 chỗ này. Đấy, xin báo giá mình hai mẫu gầm cao đi, hai mẫu SUV gầm cao mình cùng tham khảo giùm em này. Đây, 5 chỗ gầm cao nhá. Honda CRV 2009 2.4 số rộng nhá. Con này đi bên em đang bán với mức giá mong muốn gia đình mình là 405 triệu đồng, bao rút hồ sơ. Tư nhân chính chủ, 37 Nghệ An, quê bác đây. La răng đúc, phanh đĩa chống bọc cứng ABS, máy số keo chỉ sơn si zin. Đấy, cặp đèn pha trang bị công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp này. Đấy, màn hình cova cỡ lớn rồi. Xe được trang bị hỗ trợ là khởi hành ngang dốc này, đổ đèo này, cảm biến điện tử trơn trượt nhá. Đấy, một chiếc xe rất là đẹp luôn, số rộng 2.4 gầm cao. Đấy, em từng đang bán được cửa tiền là 405 triệu đồng. Các bác mà đang tham khảo những mẫu gầm cao bên em khá là nhiều. Đấy, lanh quanh tầm 400-500 thôi để phục vụ gia đình mình nhá. Đây, cạnh mẫu CRV này, tiếp tục báo giá thì mình nhớ đây, một sản phẩm đến nhà Hyundai đây. Hyundai Santa Fe giá 315 triệu đồng thôi. 315 triệu đồng cho mẫu Hyundai Santa Fe 207 2.72 cầu máy xăng. Tư nhân chính chủ, 36 Thanh Hóa, quê hương các vùng dân tộc này.
la răng đúc phanh đĩa chống vô cứng ABS 4 bánh. Đấy, 4 vi cắp đi 2 cầu, đăng ký đăng kiểm khá là dài. Đến tháng 3 năm 2023. Đấy, cam lùi, cam hành trình, màn hình Cova, điều hòa ô tô cần số dít rắc nhá. Đấy, Hyundai Santa Fe 7 chỗ. 315 triệu đồng của gia đình mình. Đấy, nội thất zin nguyên bản theo xe luôn. Vô lăng 4 chỗ, túi khí an toàn trên vô lăng nhá. Đấy, máy số keo chỉ, nội thất zin 315 triệu đồng. Đấy, rất nhiều đầu xe mới và chất lượng này, đẳng cấp luôn để phục vụ gửi đến gia đình của mình nhá. Cạnh mẫu Santa Fe vừa rồi này, báo giá đình mình này, tiếp tục một sản phẩm Hyundai. Con này thì sedan hai đầu phân khúc hạng B. Xe được mang tên Accent nhá, Hyundai Accent 2019 xe lướt. Đấy. Tư nhân chính chủ 98 Bắc Giang, động cơ 1.4 số sàn, hộp số 6 cấp. Đấy. Nước sơn màu trắng rất đẹp đây, đăng ký đăng kiểm còn dài đến tháng 9 năm 2023. Cam lùi, cam hành trình. Đấy, máy số keo chỉ sơn xi bao zin. Đấy, 395 triệu đồng thôi nhá, 395 triệu đồng. Đấy, còn có thể bớt, còn được thương lượng này, cam lùi hay cam hành trình này. Nội thất ghế da màu lâu này, đấy rất đẹp, tông màu cực kỳ là ấm luôn. Đấy, màn hình Cova này cỡ lớn này. Đấy, vô lăng 3 chấu này, xe lướt nhá, 2019 xe lướt. Gửi đến gia đình nhà mình là 395 triệu đồng nhá. Đấy, đang bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương này. Đấy, các bác nào đang gần bên em đi, gần chợ ô tô đầu mối Hải Dương, địa chỉ Lam Trung Nam Sách Hải Dương, gần cái xăng Minh Hiệp số 2 này, đang quan tâm đến mẫu xe cũ nhá, đến bên em này để được tư vấn, xem xe, chạy thử xe và test xe thoải mái luôn. Test bao giờ ưng ý thì thôi nhá. Đấy, bên em thì có hỗ trợ test xe hãng, bao test hãng những đầu xe trên toàn quốc gia đình mình luôn. Đấy, tạo cái uy tín và cái tin cậy nhất cho gia đình mình ạ. Đấy, rất là nhiều xe luôn này, giờ mình cũng có thể tham khảo giùm em này. Chật cứng xe luôn. Đấy, cảm giác một giờ mà không thể cho thêm một xe vào nữa đấy ạ. Đấy, mình nhìn của em này, gần 8 đầu xe nhá, rất là chất lượng phục vụ gia đình mình. Cạnh mẫu Accent 2019 nhá, thì sâu sơ em nó một chút này. Báo giá cho mình Hyundai Accent 2009 nhá, 1.4 số sàn, nhập hàng nguyên chiếc, tư nhân chính chủ 14 Quảng Ninh. Đấy, một chiếc sedan hai đầu. Đấy, Accent rất là phù hợp nha anh chị, quý vị nào mà vừa tập lái muốn bổ túc tay lái này, tham khảo cho em mẫu này nhá. Là răng đúc lốp lắp mới, gương kính cụp xe điện, đăng ký đăng kiểm còn khá là dài, 140 triệu đồng cho anh chị quý vị gia đình ạ. Đấy, rất là nhiều xe luôn này, rất là nhiều mẫu sedan rất là nhiều này. Tiếp tục báo giá thì mình mẫu hatchback, những mẫu hatchback nhỏ gọn nhá. Đây thì ngay trước máy quay em đây này, hatchback một đầu đấy, quốc dân nhá, nhà mình cùng có thể xem em đây. Kia Morning 2016, động cơ 1.25 số sàn 4 máy, xe được sản xuất năm 2016 nhá, sản xuất 2016, đăng ký 25 bánh 2018. Đấy, tư nhân chính chủ 15 Hải Phòng, thành phố Hoàng Đỏ này. Bản bay như độ lên la ra đúc, cam lùi, cam hành trình, màn hình Cova, máy số keo chỉ sơn xi nội thất zin, 1.25 số sàn 4 máy. Đấy, nhỏ gọn tiết kiệm điện, dễ đi dễ lái, dễ luồn lách đấy, trong đô thị hoặc là ngõ nhỏ nhá. Các bác nào mà cổng hơi nhỏ một xíu này, hoặc là trong khu hơi chật một xíu, cần là mẫu xe gia đình đấy, tham khảo cho mẫu này đi. Kia Morning 2016 đời cao, 195 triệu đồng, 195 triệu đồng gia đình nhá, còn bớt còn thương lượng. Khá nhiều đầu tập lái nhá, rất nhiều đầu tập lái luôn. Bên em kinh doanh buôn bán loanh quanh những đầu xe chỉ tầm từ 60 triệu đến 500 triệu đổ lại thôi, nhưng mà rất là vừa giá tiền để phục vụ đại gia đình của mình nhá. Đây, tiếp tục này, sedan hai đầu 145 triệu đồng cho mẫu La Chatty 208 1.5 số sàn, tư nhân chính chủ 98 Bắc Giang nhá, màu đen, sedan hai đầu. Bác nào tập lái cũng được, để tránh mưa tránh nắng cũng được, để đi chơi cũng rất là ok nhá. 145 triệu đồng, 1.5 số sàn cho mẫu La Chatty 2009 ạ. Và là tập lái này, tiếp tục lại cao một xíu đi, mình cứ điểm qua những đầu xe đang có đi, để mình cùng tham khảo nhá. Đấy, thì cứ khung giờ là 8:30 mỗi tối này, em Tùng xin gia đình nhà mình từ 35 đến 40 phút thôi để báo giá đầu xe bên em đang có. Đấy, báo giá thì mình cùng tham khảo nhá. Còn muốn biết sâu hơn này, cứ nhắn tin qua fanpage hoặc là hai số điện thoại đã để trên mình, 0343540999. Lúc nào em Tùng cũng nghe máy để phục vụ anh chị quý vị gia đình nhà mình luôn ạ. Gửi cho nhà mình những video hoặc những hình ảnh chi tiết nhất về từng đầu sản phẩm em đang có nhá. Thì cạnh mẫu La Chatty báo giá cho mình này, 5 chỗ gầm cao SUV, xe được mang tên là Outlander 2016 nhá. À đây à, tuyệt vời. Vâng, cảm ơn bác Tuấn Quài rất là nhiều này, chào bác Su Su Su, chào bác Nguyễn Ngọc Hưng,
Cháu Song Nguyễn này, cháu Lưu Vân này, cháu Huỳnh Nguyễn. Arsenal để 9 rồi, vâng, chốt rồi, cứ chốt đi Bắc Hoàng Liên Hợp ơi. Đấy, đang mải báo giá quá, quên chưa chào đến đại gia đình mình ạ. Cháu Long Cao, cháu Minh Văn Lê. Kia Morning 215 số tự động, bác Nguyễn Duy. Kia Morning 215 số tự động thì tạm thời bây giờ chưa có nhá. Đấy, bác cứ để số điện thoại đi. Nào mà có đầu Kia Morning 215 số động nào em sẽ liên hệ trực tiếp với bác Nguyễn Duy ạ. Vâng, cháu Hoàng Danh, cháu Dương Trường, cháu Thành Lê. Chào đại gia đình mình ạ. Vâng, cháu Lôi Đức, hello cửa hàng, hello bác Lôi Đức nhá, cháu Lân Nguyễn ạ, cháu Thế Mạnh. Chào toàn thể anh chị quý vị nhà mình trên ba miền Tổ quốc, uy tín nhiệt tình, cảm ơn bác Cúc Văn Công rất là nhiều nhá. Đây, tiếp tục nhá, báo giá đây ạ. Mitsubishi Outlander 2016 2.0 số động 5 chỗ nhá. Con này bản 5 chỗ nhập Nhật nguyên chiếc, nhập Nhật cả cái. La răng đúc phanh địa chung bó cứng ABS, lốp láp thì mới cả dàn. Xin nhan trên sườn xe này, gương kính cụp sửa điện. Đấy, màn hình được trang bị màn cova rồi. Đấy, cặp đèn pha bi cầu, bi breaker. Máy dấu keo chỉ sơn si là nói lại là bao zin luôn. 555 triệu đồng. Bao rút hồ sơ hỗ trợ giải góp, ship xe trên cả nước cho anh chị quý vị mình. 555 triệu đồng nhá. Đấy, tham khảo cho em đi gia đình ơi. Mitsubishi Outlander 2016 ạ. Vâng, cháu Phạm Hải Đường ạ, cháu bác Cao Nguyễn Cao Lãnh, cháu bác Phạm Vinh Phạm, chào đại anh Bình. Đây thì em xin báo giá hết từng dòng một, từng hàng một để mình cùng tham khảo nhá. Đây, tiếp tục là dòng tập lái đây. La Chetty 2 1.5 số sàn, 140 triệu đồng thôi, còn có thể bớt và còn có thể ra độc sâu cho anh chị quý vị em mình. Đấy, các bác nào đang cần một mẫu sedan hay đầu màu đen, tập lái tránh mưa tránh nắng, phục vụ những nhu cầu cơ bản nhất này, quan tâm cho em bé này nhá. 140 triệu đồng. Ờ, chỗ này đến đâu nhỉ? À, chỗ này đến chỗ Navel đúng không? Cạnh con Navel 2016 vừa rồi. Đấy, báo giá thì mình này. Xe là mang tên La Chetty Select nhá, nhập Hàn nguyên chiếc, động cơ 1.6 số tự động, sedan hay đầu phân khớp hạng D. Em Tùng đang bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương với cửa tiền 255 triệu đồng thôi. Cửa sổ trời ba lô Lama này, cam lùi cam hành trình, máy số keo chỉ sơn chi zin. Đấy, vô lăng túi khí này, đấy sấy gương sấy kính thì đổ cả rồi nhá. Nhập Hàn 2010 chỉ có 255 triệu đồng thôi. Nhà mình tham khảo giùm em ạ. Đấy, rất là trường xe, rất là dài xe này. Form dáng 2010 mà không khác gì những chiếc 2017 2018. Tư nhân chính chủ 99 Bắc Linh, quê hương quan họ chữ tình nhá. 255 triệu đồng này bao rút hồ sơ gia đình mình. Cái mẫu Lancia Civic này, báo giá thì mình 7 chỗ tầm trung nhá. Tiếp tục là Vivante. Đấy, với một mẫu số tự động rồi này thì mẫu này số sàn. Vivante 2009 tư nhân chính chủ 14 Quảng Linh màu đen. Đấy, 7 chỗ tầm trung 106 thôi nhá. 106 còn bớt còn tương đương. Vâng, cháu Hoàng Chấp này, cháu Phạm Hải Đường. Chào toàn thể anh chị quý vị trên ba miền Tổ quốc đang xem buổi livestream ngày hôm nay nhá. Đấy, các bác nào mà đang quan tâm những dòng xe nào cứ trực tiếp bình luận đi. Bình luận comment hoặc là để số điện thoại nhá. Sau buổi livestream này thì em sẽ trả lời hết những video. Đấy, những comment gia đình mình. Đấy. Avel 2017 này, 225 triệu đồng báo giá rồi này. Đấy, xe đời cao hay sedan hay đầu giá bằng Morning thôi. Cái mẫu Avel màu đen báo giá này mình lại một mẫu màu đen đây. Xe có tên là Tucson nhá. Tucson 209, nhập Hàn, đăng ký là bánh 212. Động cơ 2.0 số động 2 cầu, máy xăng. Đấy, máy số keo chỉ sơn xì rất là đẹp, rất là chất nhá. Giá để đồ trên cao này 2 cầu, cam lùi cam hành trình. Đấy, màn hình cova cỡ lớn rồi. Máy số keo chỉ bao zin nhá. Đấy. 295 triệu đồng thôi. Có i11 đầu 215 không bác? Vâng, cháu Thêm Nguyễn này. i11 đầu tầm 215, chính xác 215 không có. Nhưng i11 đầu tầm 214, 216 thì có rất là nhiều. Đấy nhá, bác tham khảo cho mẫu này nhá. i11 đầu 214 đây bác ơi. Bản đủ nhá, con này bản đủ luôn này. 1.0 số sàn. Đấy. Bản đủ thì có những gì là mình tham khảo cùng em này. Bản đủ thì có la răng đúc, phanh địa chung bó cứng ABS, xin nhan trên gương, gương kính cụp xe điện. Tay mở cửa thì được trang bị đốt chạm một nút mở một chạm thông minh này. Vô lăng túi khí tích hợp các nút nghe gọi rảnh tay tăng giảm âm lượng nhá. Đấy, bản đủ một đầu 214 này. Con này là 235 triệu đồng này. Đấy, còn rất là nhiều mẫu một đầu loanh quanh tầm 215. Bác tham khảo cho em nhá. Đâu nhỉ? i10 tầm 214 216. Đây, chỗ này còn hai chiếc. Đấy, tham khảo cho em hai chiếc này bác ơi. Đấy nhá, i10 và tầm loanh quanh 215, bác tham khảo tiếp cho hai chiếc này. Tư nhân chính chủ 30 Hà Nội phố đây, i10 214 tiếp tục này. Ok, bác đợi em một xíu nhá. Đấy, i10 214 bản đủ 235 triệu đồng, tư nhân chính chủ Hà Nội bản đủ nhá. La răng đúc, phanh địa chống bó cứng ABS, xi nhan trên gương,
gương kính cụp xe điện nhá, đăng ký đăng kiểm con này thì đến tháng 4 năm 2023 cư 235 triệu đồng. Tiếp tục là Y10 bản đủ một đầu này, con này 216 260 triệu đồng, option trang bị EC 214 luôn nhá. Qua lại con Tucson một tí em ơi, ok để em quay lại Tucson này đấy. Nghe mình cứ bình luận nhá, cứ bình luận đi để em quay trực tiếp những mẫu xe bên em đang có cho. Vâng, chào bác Đỗ Hào ạ, chào đại đình mình, chúc gia đình mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay vui vẻ này. Qua bước sóng livestream này thì hãy chọn cho mình tham khảo cho bản thân này, gia đình cũng như là người thân đi, và những đầu xe mà đang quan tâm nhé, để em tư vấn trực tiếp cho. Đây Tucson đây, Tucson 209 số động nhá, 295 triệu đồng màu đen. Đấy máy số keo chỉ sơn xi gầm bệ còn đại chất luôn. Cam lùi, cam màn hành trình này đấy. La răng đúc, phanh địa chống bó cứng ABS, đăng ký thì đến cuối năm nay. Đăng ký đăng kiểm đến cuối năm đi nhá. Đây em quay phần nội thất bên trong này. 5 chỗ SUV đến nhà Hyundai đây. Đấy, nội thất rất đẹp này. Đấy tông màu ghế da này, màu đen kết hợp cùng với màu ghi này, rất là sáng này. Vô lăng 4 chấu, túi khi nào trên vô lăng, đầu đài màn hình thì có rồi này. Đấy, điều hòa đây. Đấy, 5 chỗ nhá, option cả cửa sổ lóc luôn, cả cửa sổ lóc, ba lô lâm mai nhá. Bán 295 triệu đồng thôi nhá. 295 triệu đồng. Đang được bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Đấy, máy xăng với gia đình mình nhá. Ba quan tâm sâu nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em nhá. Đấy, để em tư vấn sâu về mẫu này, rất đẹp luôn. Có con nào gầm cao hoặc Trần Hùng này, gầm cao 210 màu đen 218 không? Gầm cao màu đen 218 thì tạm thời chưa có nhá. Có con này gầm cao này 216. Đấy bác tham khảo em nhá. Mitsubishi Outlander nhá. Đấy con này thôi. Đấy nhà mình đang nhắn tin, em nhận được rất nhiều tin nhắn rồi này. Đấy cảm ơn gia đình mình rất là nhiều nhá. Sau buổi livestream ngày hôm nay, em sẽ trả lời tất cả những thắc mắc gia đình mình ạ. Cảm ơn gia đình mình ạ. Đấy bác Trần Hùng ơi, có con Outlander này 216 thôi. Xong quay lại Y10 em tham khảo. Ok. Đấy, ok, các quay lại Y10 cho lại gia đình mình nhá. Đấy, tất cả là có video hình ảnh chi tiết nhất rồi nhá. Cứ tham khảo dùm em dùng đi ạ. Đây Y10 nhá. Đây lại quay lại Y10 này. 214 màu bạc, tư nhân chính chủ, 30 Hà Nội phố nhá. Đấy, không dịch vụ, không taxi, 1.0 bản đủ. 214 này đấy. Buổi tối này em cứ xin phép là quay qua gia đình của mình nhá. Quan tâm sâu tí em gửi video cho nhá. Giá còn có thể bớt, còn có thể thương lượng, và nhất thiết là phải giảm sâu gia đình nhà mình, làm sao mà các bác quan tâm là mua được xe thôi ạ. Đây tiếp tục là Y10 đây, 214 bản đủ ấy và 216 bản đủ nhá. 214 thì màu bạc, còn 216 thì màu trắng này. Chào bác Khoa Lăng Đức, chào bác Trần Hằng. Đấy Y10 đây nhá. Đấy, bác tham khảo em đi. 214 235 triệu đồng, 216 260 triệu đồng, thì mình cũng tham khảo giùm em ạ. Đấy, em xin phép mà báo giá đầu sản phẩm đang có, mình cùng tham khảo nhá. Khá nhiều dòng 5 chỗ đúng không nhỉ? 5 chỗ rất là nhiều rồi này. 7 chỗ báo giá nhá. 7 chỗ đến từ nhà chắc Trần Hằng, có La City biển 8, có La City biển 8 nhá. Bác Trần Hằng mai vào sớm đi nhá, 8 giờ 30 phút vào sớm đi. Đấy báo giá đấy 2 lần rồi bác Trần Hằng ạ. Đấy để em báo giá 7 chỗ xong thì em sẽ sang đấy nhá. Xe thì có mang tên là Kia Zondo này, 2016. Đăng ký là bánh 218, tư nhân chính chủ, không dịch vụ taxi, 2.0 số tự động. Đấy, đăng ký 7 chỗ ngồi. Em đang bán con này là 470 triệu đồng. Đấy, bao rút hồ sơ hỗ trợ góp và ship xe toàn quốc cho anh chị quý vị như mình. Đấy, na răng đúc phay này, lốp láp đẹp. Cặp đèn pha trang bị công nghệ bi cầu siêu sáng, siêu đẹp, xi nhan trên gương, gương kính cụp xe điện. Đăng ký đăng kiểm còn rất là dài này, đến tháng 8 năm 2023 cơ. Đấy, vô lăng 4 chấu, túi khí an toàn trên vô lăng, cam lùi, cam hành trình này đấy. Cần số dây dắt điều auto nhá, cả gảy số thể thao luôn. Đấy 7 chỗ nhá. Đấy là nhà Kia, 470 triệu đồng. Vâng, cháu Hùng Duy, cháu Nguyễn Linh, cháu Ngô Đề, cháu Lê Dương, chào tất cả những anh chị mình đang xem buổi live stream này. Đấy, cảm ơn đại gia đình mình nhá. Đây dòng này thì tiếp tục, dòng này bắt đầu báo giá này. Tiếp tục là Y10 một đầu đây. Y10 một đầu bảng bay 216. 216 màu trắng 1.0 số sàn. Nhà Tùng đang báo giá với cửa tiền 240 triệu đồng nhá. Máy số keo chỉ sơn xi còn bao zin. Đấy, bớt được sâu nữa nhá. Đấy, còn nào bớt được sâu thì em sẽ báo cho mình. Bớt được sâu nữa 240, bớt sâu cho mình nhảy. Bản bay lên la ra lúc cam lùi, cam trình, màn hình cô vai. Hương cháu Đặng Ngọc Đỉnh, cháu Thế Mai Phương. Sao bác
Trần Thu Hằng, địa chỉ nhà mình ở gần cầu Hàn. Đúng rồi, em gần cầu Hàn đấy ạ. Em cầu Hàn đi xuống khoảng 4-5 cây nữa. Đấy, em đi về hướng Lam Trung Nam Sách đấy nhá. Đấy, đi về hướng Chí Linh, đường mới Chí Linh. Vâng, chào Nguyễn Văn Bách, chào đại đình mình. Cạnh mẫu i10 2016 rồi này. Nhà mình tiếp tục tham khảo giúp em mẫu này nhá. Xe này đầu tập lái 135 triệu đồng thôi. Genta 209 màu đen. Tư nhân chính chủ 20 Thái Nguyên đây. 20 Thái Nguyên nhá. Cam lùi, cam hành trình. Đấy, màn hình Android này, nội thất ghế da điều hòa đóng lạnh 2 chiều. Đấy, rất là đẹp. Sedan 2 đầu mà chỉ có 135 triệu đồng thôi. Ông cháu Nguyễn Hải có vái ớt số sàn màu đen không? Đây, vái ớt số sàn màu đen vừa đến luôn bác Nguyễn Hải ơi. Đấy, vái ớt số sàn màu đen thì bên em có mẫu này này. Đấy, tham khảo giúp em ạ. Vái ớt số sàn màu đen 2010. Đăng ký là bánh 211, tư nhân chính chủ 30E32638 đây. Đấy, tư nhân chính chủ Hà Nội phố nhá. Là sáng đúc phay 4 bánh. Đấy, xin nhan trên gương kính cụp xe điện. 1.5 số sàn 195 triệu đồng rồi nhá. 195 triệu đồng. Còn bớt còn thương lượng được sâu. Đấy. Vai ốt số sàn, đấy, màu đen 2010. 195 triệu đồng của gia đình mình. Vâng, cháu Phương Phạm Văn này, cháu Đồng Hiệp, cháu Trần Duy Trung, cháu Nguyễn Văn Bách. Sao đại mình đang xem buổi livestream hôm nay ạ. Đấy, nhà mình buổi tối cuối tuần thì chúc gia đình mình có một buổi tối cuối tuần bên gia đình rất là vui này. Đấy, có bước sáng livestream này thì hãy hoan hỉ vui vẻ. Cho em xin hai lượt chia sẻ đi. Nên trang cá nhân, nên tường, nên hội nhóm để lan tỏa buổi livestream này hơn của chỗ ô tô đầu mối Hải Dương nhá. Đấy, rất nhiều đồ sản phẩm mới về luôn. Đấy, cảm ơn giờ mình đang xem buổi livestream này. Cành mẫu Toyota vái ớt màu đen 2010 rồi này. Để mình tham khảo tiếp em mẫu này đi. Tiếp tục là i10 bản đủ một đầu nhá. i10 bản full một đầu 2014, tư nhân chính chủ 30 Hà Nội phố đây. Con này thì bên em đang bán với cửa tiền 235 triệu đồng thôi. 235 triệu đồng nhá. Bản đủ là xăng đúc phanh địa chống bó cứng ABS. Xin nhan trên gương kính cụp xe điện. Màn hình Android cỡ lớn này. Điều hòa auto nhá. Vô lăng túi khí tích hợp các nút điều khiển trên vô lăng. 235 triệu đồng. Có con nào dưới 100 không anh à? Dưới 100, à dưới 100 thì bên em mới có một mẫu mới nhá. Đây, dưới 100 thì mẫu này, hôm nay mới về. Đây, xe thì có mang tên là Daewoo Matiz màu đỏ đây, trước máy quay đấy ạ. Đấy, màu rất là may mắn đây. Daewoo Matiz 208. Đấy, bản đủ. Trang bị phanh đĩa ABS này. Đấy, ABS nhá. Cam lùi, cam hành trình. Đấy, cảm biến chống va chạm phía đuôi. Đấy, la răng sắt này. Con này thì em bán 65 triệu đồng rồi nhá. 65 triệu đồng mà lại còn bớt chứ, không phải là 65 triệu đồng không đâu. 65 triệu đồng còn bớt. 0.8 số sàn ăn xăng như người luôn. 0.8 số sàn. Máy số keo chỉ còn đại chất. Đấy, các bác nào có nhu cầu cơ bản thôi, tập lái tránh mưa tránh nắng này. Đấy, đi câu cá quan tâm trước này. Moling 215 bản Việt bao tiền? Moling 213 bản Việt à? Moling 213 bản Việt thì bên em chưa có nhá. Bên em đang có Moling 211 này thì là 135 triệu đồng, và Moling 216 bản Việt là 109 thôi nhá. Đấy, anh tham khảo cho em đi. Còn 215 thì chưa có. Vâng, cảm ơn bác Doãn Trần rất nhiều, cảm cháu Triệu Linh, cháu Quang Sơn nhá. Đấy, cháu Tuấn Anh này. Đấy, em đã giải đáp hết tất cả những giá cả về xe bên em quá rồi. Nhà mình cũng hoan hỉ lên, cho em xin mấy lần chia sẻ đi. Cảm ơn gia đình mình rất nhiều nhá. Hôm nay thì trời cũng xe lạnh rồi, bắt đầu vào đông rồi. Nhà mình hãy sắm cho mình một chiếc xế hộp. Đấy, phục vụ bản thân, phục vụ gia đình. Đấy, bảo đảm sức khỏe trong những ngày đông nhá. Đấy, chuẩn bị là sang đông rồi ấy, thời tiết là bắt đầu là khắc nghiệt rồi. Cạnh mẫu i10 2014 được rồi này. Theo đây nhá, anh chị quý vị nhà mình hãy quan tâm cho em chiếc số đậm 1.2 màu đỏ đuôi đi. Các bác nữ nào đang có nhu cầu tập lái, bổ túc tay lái này, số tự động tham khảo trên cái này đi. Xe có tên là Magentech 2010, đăng ký lăn bánh năm 2012, nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc 5 chỗ. Đấy, màu đỏ đuôi rất đẹp này. Tư nhân chính chủ 34 Hải Dương, con này chính xác là chủ Bắc Lữ này, ở trong Chí Linh Hải Dương này. La răng đúc phanh địa chống bó cứng ABS. Option có là sấy gương này, sấy kính này, sấy ghế này, cửa sổ lắp ba lô la ma này. Đăng ký đăng kiểm thì còn đến tháng 3 năm 2023 cơ. Đấy, 220 triệu đồng nhá, 220 triệu đồng thôi. Có con Accent nào tầm 350 triệu gồm không? Accent mà tầm 350 thì bên em không có nhá. Đây, Accent 209 này 165 triệu đồng này. Và Accent 219 là 395 triệu đồng. Đấy, anh Quang Sơn mà có quan tâm tầm 350 nhá. Tham khảo hẳn cho em chiếc này đi. 219 xe lướt 395 triệu đồng. 1.4 số sàn hộp số 6 cấp nhá. Đấy, máy số keo chỉ sơn si bao zin. Có video có hình ảnh chi tiết rồi. Anh nhắn tin dùm em qua hai số này để em tư vấn thêm cho.
Vâng, chào bác Phận Con Gái này, chào bác Đình Quế này, chào Nguyễn Đình Hà, chào toàn thể anh chị quý vị nhà mình. Đấy, cảm ơn những lượt tim, lượt thả like, lượt xem cũng như lượt comment gia đình rất là nhiều nhá. Đấy, lượt tất cả những sự ủng hộ gia đình nhà mình là để Thanh Tùng cũng như chỗ ô tô đồ mối Hải Dương ngày càng phát triển. Cảm ơn gia đình mình ạ. Modeling 216 này 195 triệu đồng báo giá rồi này. Đấy nhá, cạnh Modeling 216 là Modeling 211 màu ghi. Xe tập lái 135 triệu đồng thôi nhưng lên full đồ chơi rồi. Không bằng một con SH luôn ấy mà lên full đồ chơi rồi. La răng đúc tam đầy mâm này, cặp đèn pha bi cầu này, màn hình cova cam lồi cam hành trình, tóm lại không thiếu một cái gì luôn rồi đó. Mời em đang bán 135 triệu đồng thôi nhá. 211 đăng ký 214. Còn bớt còn giảm. Có con i10 nào số tự động không anh? Bác ốc sâu. i10 số tự động phải 1 2 hôm nữa về nhá. 1 2 hôm nữa mới về, có một chiếc màu bạc. Bác ốc sâu để lại cho em số điện thoại đi. 1 2 nãy nữa mà nó về em sẽ nhắn tin trực tiếp cho bác nhá. Rất là nhiều anh chị đang hỏi i10 số động bên em tạm thời chưa có. Bên em sẽ cố gắng để anh chị, các em kỹ thuật, các anh em bán hàng này sẽ tuyển chọn những chiếc xe chất lượng nhất để phục vụ gia đình mình. Vâng, chào bác Hoàng Đại Đức. Đấy, số mượn tượng chưa quá rồi. Đấy, đây số động, nếu mà bác quan tâm dòng i10, tiếp tục quan tâm em chiếc này đi nhé. i10 số động mà quan tâm chiếc này này, Kia Morning số động 2010 bản đổ SLX nhé. Đăng ký bánh 213, tư nhân chính chủ 29 Hà Nội phố đây. Màu xanh rất là đặc biệt nhá. Em đang bán con này với cửa tiền 235 triệu đồng. 1.0 máy eco 5 chỗ. Đấy, nhập Hàn nguyên chiếc nhá. Máy số keo chỉ sơn xi bao zin. Đăng ký đăng kiểm này, đấy đến tháng 5 năm 2023 nhá. Mang về sẵn đi sân đường thôi. Có con Focus nào không? Focus thì tạm thời bên em chưa có bác ạ. Đấy, dòng Focus bên em chưa có, tiếc quá. Bác Phúc Phạm thì mà đang quan tâm dòng Focus này. Đấy, cho em xin lại số điện thoại nhá. Nào để về đầu Focus làm cho nên lại trực tiếp bác. 7 chỗ đi anh, bác Hoàng Đức Đại. 7 chỗ thì vừa em đã báo giá một con Kia Sondo 2016 rồi. Đấy, còn rất nhiều 7 chỗ nhá, nhà mình tham khảo dùm em này. Đây, 7 chỗ này tham khảo từ đây cho em đi. Innova Quốc dân nhá. Innova Quốc dân. Đấy, 7 chỗ đây, tham khảo cho em đi. Nước sơn màu vàng cát rất đẹp đây nhá. 2.0 số sàn. Con này thì đời 2008. Đăng ký là đánh 2010. Bản G-Sit em đang bán với cửa tiền là 268 triệu đồng thôi. Bản G-Sit này được trang bị la răng đúc phay này, nốp láp mới, máy số keo chỉ con này thì còn chất còn đẹp nhá. Đấy, gầm bệ chắc chắn không mùng mọt. Đấy, tư nhân chính chủ 30 Hà Nội phố, em đang bán với cửa tiền 265 triệu đồng. Đấy, các bác nào đang quan tâm dòng 7 chỗ này, Quốc dân này, đến từ nhà Toyota, quan tâm chiếc này nhá. Đấy, cam lồi cam hành trình, cảm biến sớm qua chạm đầy người rồi. Mang về sẵn đi sẵn sử dụng thôi nhá. Đấy, Innova 28206. Đấy, 30M đây, 7347 nhá. Đấy, 7 chỗ này. Chỗ này thì là một dàn 7 chỗ luôn. Đấy, báo giá từ đây. Tiếp tục 7 chỗ nhá. Mitsubishi Outlander. À đâu. Mitsubishi Jolly, xin lỗi nhầm. Mitsubishi Jolly 2004 nhá. Đấy, 7 chỗ em báo giá bằng con SH thôi, 130 triệu đồng. 130. Cam đồi cam hành trình, màn hình cova, nội thất ghế da. Đấy, đổ rồi, về chỉ sẵn đi sẵn dụng thôi nhá. 130 này. Con Jolly này còn rẻ hơn nhá. 204 mắt xích. Đấy, đèn cột lốp treo turbo. 120 triệu đồng, 2.0 số sàn, full đồ chơi rồi. Sẵn đi sẵn dụng 7 chỗ, 120 triệu đồng. Và 130 triệu đồng mình cùng tham khảo giùm em hai mẫu Mitsubishi Jolly này này. Chào bác Hoàng Vương Hoàng Hải, chào bác Nguyễn Trường, chào bác Trương Hà, chào bác Trần Thêm, chào bác Phú Quân, chào bác Quang Dũng, chào đại đình mình. Đấy, tiếp tục báo giá 7 chỗ này. Con này thì có tên là, tiếp tục là Innova nhá. 7 chỗ Innova. Con này thì đời 2011, 2.0 bản G-Sit, tư nhân chính chủ 15 Hải Phòng, thành phố Hoa Phượng Đỏ. 325 triệu đồng, máy số keo chỉ sơn xi bao zin nhá. Nội thất rộng nhất phân khúc này, điều hòa của Nhật thì rất không hề bàn. Đấy. 325 triệu đồng thôi. Vâng, chào bác Nguyễn Trương này. Đấy. Chào Nguyễn Trương và xem buổi livestream này nhá. Đây thì chỗ này là một số tự động nhá. Bác nào mà quan tâm dòng số động lanh quanh 206-207 này, tham khảo chiếc này đi. La chất tin nhập hạn 2010, đăng ký là bánh 2012. 1.6 tự động sedan đầu phân khúc hạng C nhá. Phân khúc hạng C mà em Tùng đang bán cửa tiền 250 thôi. Có trợ trả góp bao rút hồ sơ. Vâng, cháu Trần Thêm, xe đẹp giá yêu thương, cảm ơn bác rất là nhiều ạ. Đấy, cam đồi cam hành trình này, máy số keo chỉ sơn zin. Cửa sổ lóc ba lô lama đây, thấy rất đẹp này. Phù hợp với đi chơi phố ngắm cảnh này nhá. 255 triệu đồng, bao rút hồ sơ gia đình mình. Một chiếc sedan đầu phân khúc hạng C.
Đấy thì góc này thì em đã báo giá hơn 60 đầu sản phẩm rồi. Không biết anh chị quý vị nhà mình đã ưng mẫu nào chưa nhỉ? Đấy bình luận comment sâu được một xíu này. Để em Tùng tư vấn cho nhá, để em ra góc bên kia báo giá nhà mình ạ. Vâng, chào Vinh Phạm này. Đấy, chào tất cả anh chị quý vị, những khách hàng thân thương luôn ủng hộ Thanh Tùng, ủng hộ chợ ô tô đấu ngoài Hải Dương vào mỗi buổi tối 8 giờ 30 phút sau giờ ăn cơm tối, sau giờ thời sự. Nhà mình lại vào ủng hộ em nhá, gia đình ơi. Đây, góc này nhá. Vào trong góc này đi. Còn rất là nhiều đầu tập lái mình cùng tham khảo xuống em nhá. Đấy, nanh quanh tầm hơn 100 triệu trong góc này, rất là nhiều đây. Đấy, nanh quanh góc này rất là nhiều luôn. Đây, trong đây xin báo giá này nhiều nè. 7 chỗ nhá, 7 chỗ Captiva Chevrolet đến từ Mỹ nhá, form dáng Mỹ này. Cao to đen hôi. 2.0 máy dầu. Đấy, 2.0 máy dầu. Xe được trang bị la răng đúc, phanh điện chống bó cứng ABS này. Đấy, cặp đèn pha trang bị công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp. Xin nhan trên sườn xe, gương kính cụp xe điện. Đấy. Có hỗ trợ là hỗ trợ để khởi hành ngang dốc đổ đèo, cảm biến điện tử cân bằng chống trơn trượt nhá. Con này thì em Tùng đang bán với cửa tiền là 315 triệu đồng. 315 triệu đồng Captiva máy dầu. Đấy, rất là kinh tế, rất là tiết kiệm này, màu vàng cát nhá. Đấy, tham khảo cho em một mẫu máy dầu duy nhất bên đang có này. Đấy, độc nhất vô nhị luôn. Vâng, cháu Quyết Hoàng, cháu Ngô Tuấn, cháu Tùng Anh, cháu Vinh Phạm. Chào tất cả anh chị quý vị đang xem buổi livestream hôm nay ạ. Đấy thì cạnh mẫu Captiva báo giá thì mình hai mẫu tầm nanh quanh trăm thôi. Hơn trăm một xíu này thì nhà mình tham khảo cho em mẫu này nhá. Xe thì có mang tên là Daewoo Maxus nhá. Daewoo Maxus, xe đang là phân khúc hạng C. Đấy, một dòng xe sang đây. Từng ngồi chung mâm này và cạnh tranh trực tiếp với Camry này. Đấy, xe được trang bị cam lùi, cam hành trình. Đấy, đèn pha bi cầu, la sáng đúc, phanh điện chống bó cứng ABS. Em đang bán con này với cửa tiền 135 triệu đồng thôi. Sedan hai đầu phân khúc hạng D. Sấy gương, sấy kính này. Đấy, chỉnh gương, chỉnh kính này, chỉnh ghế điện luôn. Full option. Đấy, xe sang 135 triệu đồng. 2.4 số rộng nhá. Vâng, chào bác Nguyễn Văn Thuận. Chào Hiền Vâng ạ, chào bác Nguyễn Văn Thuận ạ. Chào bác Quyết Hoàng. Chào bác Ngô Tuấn, chào lại đình mình nhá. Cạnh mẫu Maxus này, giới thiệu gia đình nhá. Tiếp tục là Kia Morning tập lái này, 120 triệu đồng, màu vàng, tư nhân chính chủ, 29 Hà Nội phố này. Vâng, cháu chính ô tô Hải Dương nhá. Đấy, bác chính ô tô Hải Dương vừa vào xem thì cho Tùng xin mấy lượt chia sẻ đấy bác chính ơi. Đây là chú góc này thì rất nhiều dòng xe tập lái mình cùng tham khảo với em nhá. Vậy là mấy chiếc số sàn này, đây một chiếc số đậm đây. Xe có tên là Kia Morning màu trắng 2009, động cơ 1.0 số tự động. Đấy, nhập Hàn bản XF nhá. 190 triệu đồng thôi. 190 triệu đồng, còn có thể bớt, còn có thể thương lượng được thêm gia đình mình về mẫu Kia Morning nhá. 209 đăng ký lăn bánh 2010. Tiếp tục này, sedan hai đầu tập lái này, xe Ascend hoặc Suluto đi anh ơi, anh đợi em một xíu nhá. Có Ascend nhá. Đang có một chiếc Ascend 2019 ạ. Đây nhá, tập lái xe này đầu nhá, Toyota Vios 2006. 1.5 số sàn này, đấy. Nồi đồng quốc đá, nồi đồng cối đá quốc dân đây. Tiết kiệm nguyên liệu vô cùng luôn, 206 màu bạc. Đâu để em xem con Ascend đâu nhỉ? Ascend thì bên em đang có một chiếc Ascend 2019. Đấy nhá, Ascend 2019 này anh tham khảo cho em này. Soluto thì tạm thời chưa có nhá. Còn Ascend thì có. Vios rất là nhiều luôn bác ạ. Vios thì rất là nhiều luôn. Ascend 209 đây nhá. À 2019 đây. Ascend 2019 1.4 số sàn, hộp số 6 cấp nhá. Xe lướt đời cao, em Tùng đang bán với cửa tiền là 395 triệu đồng, bao rút hồ sơ, hỗ trợ giả góp, ship xe toàn quốc. Đấy là răng đúc lốp láp đẹp, cam lùi, cam hành trình này. Màn hình cova vô lăng bốn chấu nhá, màu trắng mẹ mắng cũng mua đây. 395 triệu đồng. Đấy, bác nào đang quan tâm dòng Ascend tham khảo cho chiếc này đi ạ. Bác Hoàng Đức Đại, con màu xanh đi anh à? Con gì màu xanh nhỉ? Con gì màu xanh nhỉ? Màu xanh, con gì màu xanh không nhỉ? Comment sâu em đi, em tư vấn thôi nhá. Màu xanh thì đang có 2 chiếc. À 3 chiếc, một chiếc Vios này và 2 chiếc Morning màu xanh. Vâng, chào Nguyễn Văn Sang. Đấy, màu xanh à. Ông chào Thảo Nguyễn này. Vios bên em rất là nhiều luôn. Đây, chỗ này có một chiếc Vios màu xanh nhá, thì mình tham khảo cho em này. Toyota Vios màu xanh 2015. Đấy, à đây màu xanh dương à. Đây màu xanh dương thì có con này. Đây màu xanh dương thì có con này nhá. Số động này bác tham khảo giùm em nhá. Kia Morning bản SX. Đấy, nhập Hàn 209, đăng ký bánh 211. Bản đủ. Đấy, con này thì em đang bán với cửa tiền là 225 triệu đồng thôi nhá. 225 triệu đồng.
Đấy, la răng đúc hoa mai, thanh đĩa chống bó cứng ABS, nốp nắp đẹp, máy số keo chỉ sơn si chất nữa. Số động 209 đang bán với cửa tiền là 225 triệu đồng thôi. Con xanh dương biển 17 đấy à? Đây. Đây xanh dương. Xanh dương biển 17 Thái Bình đây. Đấy, bác đây đây bác ơi. Đây đây đây, vừa lấy đấy. Đây con này đây ạ. Toyota Vios 215 bản G đấy. Rất là đẹp luôn. 17 quê lúa Thái Bình đây. Máy số keo chỉ sơn si đều đại chất này. Đăng ký đăng kiểm dài. La răng đúc, đấy lốp láp đẹp. Đấy. Em quay một vòng nhá. Con này thì em đang bán với cửa tiền 285 triệu đồng thôi. 285 triệu đồng nhá. Đấy một mẫu xe bản G này. Các bác nào đang có nhu cầu mà tìm một xe gia đình nhá. Đấy, xe gia đình đã đưa dịch vụ quan tâm chiếc này. Toyota Vios màu xanh. Đấy, còn có thể bớt và còn có thể thương lượng nhá. Bản G 2015 285 triệu đồng. Vâng, cháu Phương Lý, cháu Minh Đức, xe máy. Chào bác Hữu Cường, Vios 218 à. Vios 218 thì chính xác 218 chưa có. Nhưng đang có Vios 216 này. Và Vios 217 nhá. Vios 216 365 triệu đồng. 1.5 bản e số sàn. Đấy, 365 triệu đồng. 217 số rộng 450 triệu đồng nhá. Tư nhân chính chủ 37A Nghệ An Quế Bắc đây, bác Ngô Tuấn. Trả góp Lào Cai không anh? Có trả góp Lào Cai nhá. Nhắn tin trực tiếp qua fanpage để biết thủ tục, biết những hình thức như nào. Vâng, chào đoàn mạnh, chào đại gia đình mình. 218 thì chưa có, nhưng 219 thì có chiếc này này. Hãy bớt 219 thì có chiếc này tham khảo rồi em nhớ. Toyota Vios 219 màu vàng cát 1.5 bản G xịn đây. Số động em đang bán với cửa tiền cho đại gia đình nhà mình. Đang bán cho đại gia đình nhà mình là 515 triệu đồng nhé. 515 triệu đồng màu vàng cát 1.5 bản G xịn nhá. Đấy, bản 7 túi khí. Cam lùi cam hành trình này, màn hình cova này, điều hòa auto cần số rích rắc. Đấy, đèn pha bi cầu đầy đủ nhá. 515 triệu đồng của gia đình nhà mình. Còn rất là nhiều xe luôn á, con này rất nhiều xe này. Vios này 217 màu trắng báo giá rồi này. Đấy, Vios 2 màu trắng 217 bản E này, 450 triệu đồng báo giá rồi này. i10 màu bạc 235 triệu đồng báo giá rồi này. Đây chỗ này này. Xe ô tô mới về 2016 này. 485 này. À đây, chỗ này nhá. Tiếp tục Morning nhá. Kia Morning màu đỏ 2016, 1.25 số sàn. Em đang bán với cửa tiền cho đại gia đình nhà mình. Đấy. 190 triệu đồng thôi nhá, 190 triệu đồng. Máy số keo chỉ sơn si còn chất, tư nhân chính chủ 34 Hải Dương nhá. Màu đỏ, màu của may mắn, màu chiến thắng đây. Bán có 190 triệu đồng thôi. Ơm cháu bác Lý Xuân Lam này, cháu bác Phạm Quế Thủy này, cháu đại đình mình, đấy cháu bác Phạm Nga nhá. Cháu bác Minh Phúc, cháu đại đình mình. Đây cho góc này còn rất là nhiều xe nhá. Đây góc này còn rất là xe tập lái này. Là mình tham khảo dùm em Tùng ạ. Đây chỗ này thì có hai dòng tập lái này, quanh 140 này. 135 triệu đồng cho mẫu Hyundai Grand i12/18 1.04 máy nhá. 135 triệu đồng màu bạc. Đấy con này là form từ 2007 này, 2011 này. Các bác nào mà thích một cái dòng xe nhỏ gọn, tiết kiệm điện, tập lái, tham khảo cho chiếc này, màu bạc số sàn. 135 triệu đồng này. Đấy con này hơn một xíu. Con này thì 145 triệu đồng. i10 FX bản đổ nhưng số sàn nhá. Tư nhân chính chủ 34 Hải Dương. Đấy. La răng đúc phanh đĩa chống bó cứng 2m. Em đang bán với cửa tiền là 146 triệu đồng. Đăng ký đăng kiểm thì còn dài, tháng 11 năm 2022. Đấy, giá yêu thương thì phải còn bớt, còn thương lượng nhá. Cảm ơn gia đình mình. Đấy, 8:03 tối ngày mai và tất cả những ngày về sau nữa đi. Nhà mình cứ hoan hỉ vui vẻ vào ủng hộ em Tùng nhá, ủng hộ cho ô tô đầu mối Hải Dương để cập nhật thêm thông tin về những chiếc xe chất lượng đang có tại chỗ ô tô đầu mối Hải Dương. Cảm ơn gia đình mình rất là nhiều nhá. Đấy. Em mỗi tối thì xin gia đình mình từ 30 đến 45 phút thôi. Đó, không dài thêm. Xin thế thôi để báo giá về những đầu xe bên đang có cho nên mình cùng tham khảo. Asen 209 màu trắng 1.4 số sàn nhập Hàn nhá. 156 triệu đồng. Máy số keo chỉ sơn si bao chất. Đèn pha halogen, đèn cầm thì phá xương. Tư nhân chính chủ 99 Bắc Linh, quê hương của làn điệu quan họ chữ tình đây. Đấy, rất là nhiều bác đang nhắn tin nhá. Cho em xin sau buổi livestream mình đi để trả lời những tin nhắn cho gia đình mình và tất cả những thắc mắc comment nhá. Đăng ký đăng kiểm rất là dài, tháng 2 năm 2023 này. Cam đồi cam hành trình nhá, 1.4 số lượng nhập Hàn, 160 triệu đồng.
Đấy, màu trắng rất đẹp này. Cạnh mẫu màu trắng này báo giá đình mình này, mẫu màu vàng này. Kia Morning 2016 màu vàng, tư nhân chính chủ 34 Hải Dương đây. La răng đúc phay, cặp đèn pha halogen nhá. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 10 năm 2023. Đấy, đăng ký đăng kiểm còn rất là dài luôn. 190 Kia Morning màu vàng 2016, 190 triệu đồng. Đấy, góc này thì em báo giá hết rồi này. Coi em xem thì còn sót nó bé nào không nhỉ? Sót trước nào để báo giá thì mình nhá. Fortuner 217 có không em? Fortuner thì tạm thời đang có một chiếc màu trắng 215 bản sport một cầu. Con đấy thì tạm thời đi công vụ nhá. Đấy, sau buổi livestream này thì em sẽ nhắn tin gửi hình ảnh cho anh chiếc Fortuner vừa hôm nay mới về 215 màu trắng anh ạ. Vâng, chào bác Nguyễn Tân. Đấy, chào đại đình mình. Đấy, em đã báo giá gia đình mình đấy 40 phút rồi. 40 phút rồi. Đấy, hết những đầu xe. Hết những đầu xe hiện đang có bên em nhá. Cảm ơn anh chị quý vị nhà mình đã xem hết buổi livestream ngày hôm nay. Đấy, và em là Thanh Tùng đây. Đấy, báo giá tân hồi đến đầu xe bên em đang có nhá. Đấy, người thật việc thật đây. Chịu trách nhiệm về pháp lý, về chất lượng những đầu xe hiện đang có tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương cho toàn thể anh chị quý vị nhà mình. Đấy, quan tâm sâu gọi điện trực tiếp cho em với hai số này: 0343 54099 và 0347 70177 để em tư vấn trực tiếp. Cảm ơn đây, mình đã xem hết buổi livestream ngày hôm nay. Xin chào và gặp lại mọi người trong những buổi livestream tiếp theo của chợ ô tô đầu mối Hải Dương.